Xin đa kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Dạo Tân Châu ha. To có nhỏ có ha. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh Tuấn. Em chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác mình trên toàn quốc anh chị ơi. Hôm nay thì em dị số mai vàng Trúc Yên để quay đến cho anh chị mình xem một số cây mai dạo Tân Châu nha anh chị. Bên em hiện tại là có bán mai Tết dạo Tân Châu luôn, gồm có mai mini nhỏ như thế này để chậu để bàn anh chị ha, và thuần chậu, và một số cây mini, một số cây mai tàn lớn hơn để em sẽ giới thiệu cho anh chị mình sau nha. Rồi, mỗi một chậu bên em như vậy, mini như vậy là em sẽ giao lưu cho anh chị mình giá là 200 ngàn nha, thuần chậu hết nha anh chị. Có gốc, có rễ rồi, nhìn nó rất là đẹp ha, và nó có uống cái dáng mà kiểu tay vô duy nhôm cho mình uống kiểu lò xo, nhìn rất là đẹp anh chị, có nụ luôn hết luôn đấy. Về mình chơi Tết kịp nha anh chị, nụ kim đồ nở giờ là về chơi vừa rồi đó đấy. Còn Tết dạ, Tết thì anh chị mình chỉ cần thước lá thôi là nó sẽ trổ bông. Mai này thì nó gọn dễ để bàn cũng được hết anh chị ha. Bên đây cũng vậy, một cây mini tàn nhỏ ha, đó dán lò xo ta đã vô duy nhôm hết rồi, bên em tháo ra cho anh chị mình về để có cái khung để chơi ha. Rồi, mỗi một chậu như thế này là bên em bán giá là 200 ngàn nha anh chị. 200 ngàn. Một cặp như thế này là 400 ngàn. Cảm ơn chị mình rất là nhiều nha. Rồi, em sẽ xin giới thiệu sơ về cái địa chỉ của shop ha. Ở địa chỉ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số hotline là 0939 nha anh chị, 779318. Đồng thời cũng là số Zalo của shop. Và bên cái ưu đãi của shop là khi anh chị mình mua cây á là sẽ được bao ship toàn quốc cho tất cả các chị em mình nha. Rồi, không làm mất thời gian của chị, em vào luôn cây đầu clip nha. Rồi, để khoan, để anh hỏi shop mình cái mai nhỏ, hai cây, như cái hai cây này vậy nè. Dạ. Còn số lượng không em? Dạ, số lượng em còn anh chị ơi. Em còn khoảng, nói chung là cũng nhiều lắm anh chị. Mình đặt số lượng nhiều thì bên em sẽ bán lấy về nhiều cho anh chị mình. Thì nói chung là này là thuần chậu hết. Rồi. Dạ. Rồi, em sẽ xuống hai cây mini này nha anh chị. Em sẽ lên những cái cây tàn Tân Châu to hơn nha. Rồi, cứ 200 ngàn một chậu vậy ha. Dạ, bên em là bao ship hết luôn nha anh chị. Rồi. Bao ship hết luôn. Rồi, em lên cây mini. Ủa, cây tàn to. Rồi, mã số đầu clip. Rồi, mã số đầu clip thì em theo cái mã số thứ tự tiếp theo anh chị là mã số 46 nha. Rồi, mã số đầu clip hôm nay là 46. Rồi, rồi chiều cao. Chiều cao cây này là hơn 1m1 xíu nha. Rồi, anh chị. Tán ngang của mình là hơn 1m xíu. Rồi. Cây này dáng lắc lượng anh chị ơi. Rồi, quành ở đây là 17 nha. Rồi, 17 quành. Quành eo 17 và đường kính bầu của mình là 40. Rồi. Tay cành rất là lực nha anh chị ha. Tay cành rất là lực. Bẻ lắc từ gốc lên tới đỉnh luôn ha. Dạ. Cây này gì ơi? Cây nụ cũng dữ ha. Dạ, cái này nụ nhiều. Đấy. Nói chung thì nếu mà những cái cây nụ như thế này mà nụ nào to quá thì anh chị mình có thể tết tay thì mình có thể chơi kịp đấy, mình có thể xem được mặt hoa kịp đấy. Còn những cây nào mà nụ nó nhỏ nhỏ thì nó cũng nở ra từ giờ tới Tết luôn đó anh chị. Hoa Tân Châu này thì hoa chùm nha anh chị, hoa chùm, tay cành lực lắm. Đấy. Góc đế ha. Dạ. Xe ha. Đế nè anh chị ha, mặt đế nè. Đấy. Rồi, mã số này mã số đầu clip ha, mã số 46. Em giao lưu với anh chị mình giá là 1,3 triệu ha. Rồi, 1,3 triệu. Giá làm quen và bao ship luôn nha anh chị. Rồi, qua cái mới luôn rồi. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 47 nha. Rồi, 47. Có mặt hoa luôn anh chị ơi, cây 47 có mặt hoa. Chiều cao cây này là hơn 1m1 nha anh chị. Tán ngang của cây 47 này là tầm 1m1 thôi. Rồi, cái hoành luôn. Dạ. Quành eo mình ở đây là 14 hơn, em tính chị mình 14 nha. Rồi, đường kính bầu. Đường kính bầu của cây này là 33. Rồi, 33. Dạ. Cây này tay cành thì nó vuốt lên anh chị ha. Nụ thì cũng bự chẽ. Dạ, nha. Nụ to, nụ múp không à. Nó có mặt hoa nữa nè anh chị, có mặt hoa nè, hai lớp cánh nè. Đấy. Mới vừa nở luôn á. Bên đây. Anh chị ha, hai lớp cánh. Mai này thì em là mai zin, mai trồng từ hạt, không cắt ghép gì hết anh chị an tâm nha. Anh chị nào có thích mai Tân Châu cứ liên hệ với shop em nha. Đấy. Cây này thì dáng long nha anh chị. Dáng long thì năm sau mà năm thịnh á, anh chị nào mà cũng nếu mà thích phong thủy thì có thể mua những cái cây dáng long như thế này ha. Đấy. Dáng long, đế này để bàn ha anh chị ha, để bàn rất là đẹp. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 47 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1,250,000. Rồi, 1,250. Em qua mã số kế tiếp, mã số 48 nha anh chị ơi. 8. Cây này cũng dáng long luôn, chiều cao mình là hơn 1,2 xíu nha. Tán ngang của mình là khoảng tầm 1,2 thôi. Rồi. Dạ. Rồi, cái này quành eo anh chị ha. Quành eo đây là 16. Và đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 33 nha anh chị. Rồi. Đây. Cây này cây cành dày đặc kín luôn anh chị. Nó có bên đây nó hơi trống nhưng mà được cái là cái tay cành dưới này nó đang mọc ra nè. Đó anh chị mình về mốt anh chị mình kéo lại là nó đều luôn. Đấy, nó cũng không có bị hết. Dạ, không có trống chỗ nào hết. Đây, ở trên này
nó có vết xước ở đây thôi. Trong lúc vận chuyển kéo tới kéo lui á anh chị, nó có bị trầy, bên em có check keo và quấn keo là hết rồi. Thời gian nó cũng sẽ liền da lại ha. Đấy, để cũng để bàn nha anh chị ha. Để bàn dán lông. Rồi, giao lưu như đen. Rồi, mã 48 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Dạ. Rồi. Em qua mã số kế tiếp, mã số 49. 49 luôn. Chiều cao là khoảng tầm 1m1 anh chị ơi. Bộ tàn của cái cây này là khoảng tầm hơn 1m1 xíu, hơn 1m1 xíu. Hoành ở đây là 17 nha anh chị. 17 hơn, tính anh chị 17 thôi. 1 2 phân em không nổi đó, em tự hào lại. Đường kính bầu mình 34. Mấy cây này là mai Tân Châu. Mai tàn nha anh chị. Mai zin luôn, trồng từ hạt hết, ta gieo từ hạt lên cho mình. Rồi, để luôn. Đấy. Rồi, mã 49 này thì em để cho anh chị mình giá là 1.200.000 thôi nha. Rồi. 1.200.000. Rồi. Nói chung cây nào cũng đã có nụ hết, bên em đều lựa những cây nụ, nhiều nụ để cho anh chị mình về. Ví dụ như cây nào mà kịp thì anh chị mình chơi Tết Tết ta mình, còn không thì anh chị mình có thể chơi Tết Tết Tây nha. Dạ. Cây này dáng lắc lượng. Chiều cao mình khoảng hơn 1m3 nha anh chị. Cái bộ tàn của cây này là hơn 1m2 luôn á. Cây này tàn to. Rồi, hoành ở đây là 17 hơn, tính anh chị mình 17 thôi nha. 1-2 phân em trừ hao lại cho anh chị ha. Đường kính bầu 36. Rồi. Cái này bộ tàn nó dày đặc luôn á. Cái cành lực. Đấy. Nụ ra của chị, nó đặt cây em báo với anh chị mình luôn ha. Thêm một cái nữa là nụ của hoa Tân Châu là nụ hoa chùm nha anh chị. Có một nụ nó ra tới 5-6 bông lận nha. Đấy. Nên những cái cây mà nhiều nụ như thế này thì khi nó trổ bông anh chị mình sẽ không được thấy cái thân trong nó dày đặc luôn á. Đặt cành đều rang ha. Dạ. Rồi, mã số này là mã số 50 nha anh chị. Em để cho anh chị mình giá giao lưu là có 1.500.000 thôi nha. Đấy. 1.500.000 mua gì? Cây này đế đồ cũng đẹp lắm anh chị ha. Tay cành đều hết. Rồi, mã số 50 giá 1.500.000. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 51. Cây này dáng lông đẹp lắm nè anh chị. Chiều cao mình chưa tới 1m vậy, tầm 90 thôi. Tay ngang mình là khoảng 1m nha, tay ngang mình 1m. Rồi, cây này hoành eo là 19 nha. Rồi. Đường kính bầu của mình là 35. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, cây này rất là đẹp, để em kéo cái miếng này xuống cho anh chị. Đó. Rồi, thù dữ. Vậy. Một búp không á anh chị. Đặt cái tay rồi vậy. Đặc biệt là hoa hoa Tân Châu thì anh chị mình biết là hoa chùm không à. Một nụ ra tới 4-5 bông rồi. Đấy. Cây này mà nó trổ một cái anh chị mình nhìn là khiếp hồn luôn á. Đó. Tay cành rồi anh chị thấy nhìn xương sóc rồi nhìn nó cũng có điều chuẩn hết ha. Cái bệ cụ đế rất to anh chị ha. Đẹp luôn. Mấy cây này dáng lông nữa chị, dáng lông năm sao mà năm thình đó, nó cũng à, đẹp nè. Đây. Luôn như em. Cây này là em giao lưu với anh chị mình giá 1.250.000. Đây, có cái nụ nở hoa chùm nè anh chị thấy không? Nó đang nở ra nè, một nụ vậy ra tới 5 bông ha. 5 bông. Rồi, 1.250.000 nha anh chị. Rồi, 250, mã số 51. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 52, cây dáng lắc lượng. Chiều cao của cây này là hơn 1m3 xíu. Cây này tông cao anh chị ha, tông hơi cao. Tán ngang của mình là tầm 1m nha. Quần eo để em đo thử cho anh chị mình xem nha. Rồi, quần eo đây là 18 anh chị ơi. Đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 37. Đấy. Cây này thì dán lắc lượng anh chị. Nó dán lắc lượng, người ta vô dây nhôm cho mình từ nhỏ hết rồi ha. Đấy. Nụ cũng đang ôm cây nào cũng nhiều nụ hết. Mấy cây này mà về anh chị mình nói chung đa số những cái mặt hoa, những cái hoa mà chơi Tết thì đa số bên shop thì người ta đều lựa ưu tiên những cây nào nhiều nụ cho anh chị mình ha. Đấy, nhiều nụ để mình chơi Tết có mặt bông rồi nhìn đẹp. Đấy, mã số này mã số 52. Số 52 anh chị ha. Em sẽ để cho anh chị mình giá là hữu nghị ha, 1.250.000. Cây to mà có đế đồ đẹp nè anh chị ha. Rồi. 1.250.000. Đúng cây luôn. Rồi. Mã số kế tiếp nha anh chị, mã số 53. Chiều cao mình tầm 1m2 thôi anh chị. Tán ngang của mình là cũng khoảng tầm 1m2. Rồi, vô cái hoành em nói luôn ha. Dạ, hoành eo ha, để em đo hoành eo thử coi. Rồi, hoành eo đây là 16 chẳng anh chị. Đường kính bầu của cây này 35 nha. Cây này dáng lắc lượng nha anh chị. Đế đầu nhìn cũng rất là đẹp luôn anh chị ơi. Xoay qua cái hoa cho anh qua này. Đây, đó, sau quay là cái hoa cho anh chị xem. Hoa hai lớp nha. Cái này 3 lớp, 2 lớp cánh, vậy. 3 lớp cánh ha. Thì quay ngang vô cái gì thấy mặt, 3 lớp nha. Nè, dạ. 3 lớp nè. Mặt bông cánh tròn anh chị, cánh hoa tròn đều. Ở trên lớp, ngọn nó còn một cái hoa lớp, nữa. Đây lớp, 3 lớp ha. Dạ, ở trên ngọn nó cũng có một cái hoa nữa đẹp lắm. Đấy. Cánh tròn không à. Con nhớ rồi, để xíu con ấy. Con điện lại cho anh đó. Ở đây nó có cái vết xước đó chị.
Quá trình giống như em xuống xe tải á, em kéo xuống á, rồi mấy anh chị mình kéo lúc á, tát nhỏ thôi, em cũng có xử lý hết rồi. Chị cũng an tâm ha. Tại cây này 53 thì ta cành nó đều lắm anh chị, đều rân nè. Đế cũng đẹp nè. Đế đẹp lắm. Đế này là đế bàn đi. Rồi, em nói đế bàn. Đó. Đế bàn xe đều ha anh chị ha. Hoa thì nãy cái hoa đó là ba lớp đó quý vị. Cây này là hoa ba lớp anh chị, mình có một cái mặt bông làm chủ rồi nè. Rồi. Giao lưu với em. Mã số 53 này em giao lưu với anh chị mình giá 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Dạ rồi. Cây luôn. Em lên mã số kế tiếp mã số 54 nha. 54. Chiều cao của mình tầm 1m2 nha anh chị. Tán ngang của cây này là hơn 1m xíu xíu nha. Cây này đều răng luôn, ta cành đẹp lắm. Rồi, hoành eo 16 anh chị ơi. Đường kính bầu cây này là 44. Cây này được cái bộ đế nó to, chắc nghĩ là bên mấy anh làm bầu, ta làm cái bầu to nè anh chị. Nên cái đường kính nó hơi cao. Đấy. Ủa cái gì vậy? Đấy. Này là ta cành người ta vô dây nhôm cho mình hết rồi, giống như kiểu ta cành nắp nhạo vậy, thấy không? Nó đều răng rất luôn. Anh chị mình mua những cái cây như thế này về, anh chị đỡ tốn phần chi phí mà vô dây nhôm nữa. Chỉ những cái tay cành nào mà chưa có ngay ngắn thì chị mình để dài con kẽm vô cho nó đều thôi. Bên em mình để cái phần thô, mình phần xương này cũng rất là đẹp rồi. Đấy, vậy không? Quay rất đều lắm. Này nó có cái vết sẹo ngay đây nha. Dạ, cái này nó có vết lũa nó sẹo nè, mà nó liền da rồi. Khép rồi, khép rồi ha. Dạ, nó liền hết rồi nè, ở trong nó có đang nhảy ra nó liền. Đế luôn. Dạ. Để cầm đế luôn. Nếu cái vết này nó cũng không đến nổi, nếu mà chú ý lắm mới thấy, chứ còn bình thường mình không sao đâu anh chị, không đến nổi. Ta nhìn ở trên cái phần thân với lại phần bông thôi. Nó không nhìn cái lỗ đó đâu. Đấy. Mã số này mã số 54 anh chị. Em giao lưu với anh chị mình giá là 1,4 triệu, 1,4 triệu á. 1,4 triệu. Rồi, em qua một cây kế tiếp mã số 55 nha. Rồi, 55. 5. Chiều cao cây này tầm 1m2 thôi anh chị ơi. Tán ngang của cây này khoảng tầm 1m và quần eo nha. Quần eo của cây này là 15 hơn, tính anh chị mình 15 thôi. Đường kính bầu cây này 37. Rồi. Cây này dáng lắc lượng nha. Cái cây này tiếc một cái anh chị biết sao không, em muốn nói luôn, nó có cái nó bị gãy chỗ này nè anh chị, kéo xuống anh chị, mấy anh công nhân kéo xuống nó bị gãy ở đây. Em thấy cái nhánh nó không có thể nào ấy được, em hết cứu rồi. Dạ hết cứu nên em bẻ nên nó bị trống một bên đấy, nên anh chị mình nhìn thấy hình như bên đây nó hơi trống ha, mà em có chét keo vô để cho thời gian nó liền da lại xử lý cũng rồi hết anh chị ha. Đấy, chứ nếu mà bên đây nó có cái tay cành nữa thì nó đều nữa anh dưỡng này, anh kéo qua đây. Dạ đấy, đấy nó dưỡng, nó không ảnh hưởng gì tới cái thân chủ rồi, cũng đỡ cũng mừng. Ở dưới đây thì nó có những cái vết tét đây, ngay nách thôi. Em kỹ kỹ xíu thì em cho xử lý cái quán keo lại để cho đó, nó mau liền. Đó thì mình dưỡng nó được. Dạ. Rồi, để đây quý vị. Đấy, để mặt đều hết không chị. À, nói chung mai tàn mà được bộ đế như vậy cũng đẹp, đẹp lắm anh chị ha. Đẹp lắm, tay cành thì anh chị thấy không? Nói chung ở trên chỉ có cái nhánh chỗ em nó bị gãy chỗ này thôi, chứ còn đa số thì nó đều hết. Rồi, cho luôn như đây. Rồi, mã số 55 này em để cho anh chị mình giá ưu đãi ha, 1,150,000 thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Mấy cây này về anh chị mình chơi mà lấy mặt bông rồi xong rồi xuống tay cành lấy một tay cành mới cũng được nữa. Rồi qua cây mã số mới, mã số 56. Cây này dáng long tông thấp nè, tàn tròn. Chiều cao mình thẳng tầm 1m8 nha anh chị. Tán ngang của mình là tầm 90 thôi ạ. Tàn vuốt lên nên là nó hơi hẹp xíu ha. Hoành ở đây là 15 hơn, tính anh chị mình 15 nha. Và đường kính bầu cây này 35. Rồi, cái này dáng long. Đấy. À, dừng cái gì ơi. Đấy. Ủa quá gì ơi. Quá trời. Cây nào cũng ngủ cây trơn hết nè. Xanh hết trơn nè. Dạ. Bự không như cái gì nè. Khi mà chọn mai chơi Tết á, cho anh chị mình chơi Tết thì đa số là bên shop người ta ưu tiên vào những cái cây nào mà nụ nhiều. Rồi, nụ nhiều, còn tay cành thì về có thể là anh chị mình có thể là vô dây nhôm uốn éo thêm được theo cái kiểu của mình ha. Còn chứ đa số là phải lựa những cái cây nụ nhiều cho anh chị mình xíu. Để về có mặt hoa rồi chơi cây nhìn nó rất là đẹp. Bên đây nó hơi trống một xíu là do cái hướng lông này nó bay qua bên đây nó đặt nhiều hơn chị. Ví dụ như vậy anh chị muốn thì chị kéo những cái tay cành này lại cho nó đều tròn ở dưới ha. Đấy. Cho nó bít xuống. Dạ, đó. Bên em thì không có kéo, bên em để cho khách theo em. Mẫu luôn. Dạ, mã số 56 này em giao lưu với anh chị mình giá 1,250,000. 1,250. Vàng nụ không là anh chị thấy là dư rồi ha. Dư tiền rồi. Rồi em qua mã số kế tiếp mã số 57. Cái này dáng lắc lượng nha anh chị. Chiều cao mình tầm hơn 1m1 nha. Tán ngang của mình là 1m1. Rồi, hoành cây này 19 anh chị ơi. Hoành eo cây này 19, cây này hoành hơi to xíu nha. Đường kính rầu khoảng tầm 39. Đa số những cái cây mai tàn bên em Tân Châu đa số về đợt này khoảng tầm hoành 19 rồi xuống tới 15 anh chị. Không có cao hơn nữa. Được cái bộ tàn nó to với lại thêm một cái nhiều nụ. Nụ bự. Dạ, nụ bự luôn. Cây nào anh chị thấy không, anh Tướng quay cũng nhiều nụ hết. Nụ bự bự không ha. Dạ. Tại vì bên em phải tước lá anh chị, không để không mà nó mất sức cây, mà tước lá ra vậy thì có cái
ưu điểm là cho anh chị mình nhìn dễ thấy tay cành nữa nè, nó tiện lợi lắm. Còn bữa em để lá anh chị mình không thấy tay cành được đâu, anh em suy nghĩ rồi anh em phải tước lá đấy. Rất là đều anh chị ha, để rồi cũng rất là đều. Rồi cái này dán lắc lượng nha anh chị, cái này mã số 57 em giao lưu với anh chị mình giá 1.450.000 triệu 400 được nè, đẹp lắm anh chị, vàng xương dữ lắm. Rồi qua một cây dán lắc lượng nữa, mã số 58 nha. Rồi, 58. Chiều cao 1m3 thôi anh chị ơi. Rồi, tán ngang của cây này khoảng tầm gần 1m thôi nha. Rồi. Gần 1m thôi. Rồi, quần eo nha anh chị. Quần eo đây 16 hơn, tính chị mình 16 nha. Đường kính bầu của cây này 33. Đấy. Anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Này thì nụ nó hơi ít ha. Nụ này nó còn nụ kim. Em thấy là nụ kim hơi nhỏ. Đấy. Này anh chị thấy không? Hoa Tân Châu em nói cây nào cũng vậy á, nụ là nụ chùm không à. Một nụ nó ra như tới 4-5 bông nè anh chị. Đấy, một nụ ra tới 3-4 bông, phải không? Rồi khi anh chị thấy những cái cây mà nhiều nụ đi là nó sẽ trổ cực kỳ nhiều luôn. Anh chị nhìn không được thấy cái thân chủ trong luôn á. Nó dày đặc luôn á. Đây mã số 58 nha. Em để cho anh chị mình giá là 1.400.000 nha. Có mặt nụ rồi anh chị mình thấy ha. Nụ này là nụ chùm hết á. Đấy. Đế rồi cũng đẹp lắm anh chị ơi. Dán lắc lượng ha. Có co lắc lượng rồi. Mấy cây này là chắc tới tay là ở chỗ kịp luôn rồi đó, mấy cái nụ xanh đó đó. Chơi tới tay. Còn những cái nụ kia mà nụ kim nhỏ nhỏ thì nó chỗ từ từ ra ra từ giờ tới Tết anh chị ha. Nó ra từ từ tới Tết. Mình giá rồi. Kiểu chiều tư ạ. Mã 5. Dạ mã 58 giá chiều tư. Rồi qua mã số kế tiếp mã số 59 nha anh chị. Mã số 59 một cây tàn to ha, dán lắc lượng luôn. Chiều cao của cây này khoảng tầm hơn 1m3 nha. Cây này hơn 1m3. Tán ngang của cây này là cũng tầm 1m3 lận anh chị. Tán ngang tới 1m3 lận. Rồi, cây này là hoành nha, hoành 18. Rồi, đường kính bầu của cây là khoảng tầm 37. Cây này tàn to, tàn rộng. Tàn bẻ lắc từ gốc lên đỉnh luôn ha. Dạ đúng rồi. Đấy, tay cành bẻ cũng đều lắm anh chị ha. Nói chung vàng xương này nó dày đặc luôn á, vàng tay cành nè. Đấy. Nụ này thì còn nhỏ nè anh chị. Cái nụ này, cây này nụ còn nhỏ. Nhỏ rồi, ra là sẽ tết. Mã 59 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.400.000 nha. Cây này to lắm. Dạ. Rồi em qua mã số kế tiếp anh chị ha. Mã số kế tiếp bên em là mã số 60. 60. Chiều cao của cây này là khoảng tầm gần 1m2. Tán ngang của cây này là tầm 1m2 nha anh chị. Tầm 1m2. Cây này dán lắc lượng. Rồi hoành đây là khoảng tầm hơn 15. Tính anh chị 15 thôi. Đường kính bầu cây này 38 nha. Rồi 38. Dạ. Cây này thì em báo luôn, người ta chưa có vô nhơ mở tay cành nhiều lắm đâu. Tại vì tay cành nó còn nhỏ, anh chị mình về anh chị mình thích thì mình chị vô thêm cái vàng xương tay cành ha cho nó đều ra. Ở đây nó có một cái nhánh. Bên em thấy nó gãy rồi bên em bỏ để cho nó ra lại nhảy nhánh mới ha. Đấy. Còn tất cả cái khác thì bên em đã xử lý hết rồi, không sao hết anh chị ha. Cái này cũng được có nụ anh chị ha, nụ ra ở trên nè. Còn ở dưới là mấy cái nhánh nó mới ra khá nhiều. Về anh chị mình vô một lớp dây nhơ mới cho nó đẹp. Có nhiều ha. Ít. Dạ có giao lưu như em mã số này mã số 60 em giao lưu với anh chị mình giá là 300 thôi anh chị ạ. 1.300.000 1.300.000 quên em xin lỗi 1.300.000 nha anh chị. 1.300.000 hết hồn. Rồi em qua mã số kế tiếp mã số 61 nha anh chị. Cái này dán lông nha. Rồi cái này mình nhìn từ xa thì thấy nụ rồi ha, em cũng không báo thêm nhiều được đâu, bên này nụ dữ lắm. 1.000.000 cái này chiều cao 1m3 nha anh chị, tán ngang của mình hơn 1m1 xíu. Rồi quanh cây này em nếu mà nói đây thì khoảng tầm chút xíu nữa 20, nhưng mà em tính anh chị mình 19 nha. Một phân hai phân nữa là 20 rồi, nhưng mà tính 19 thôi. Đường kính bầu mình là 34. Em này nụ hồi khỏi nói luôn à, đặc luôn á quý vị ơi. Cái này được cái nè anh chị nhìn ha, dán lông mà tàn đều luôn. Dán lông thì anh chị biết ha, rồi thêm cái nữa là nụ luôn. Nụ nè đặc luôn á quý vị nè. Khúc tay cành nhỏ mà bao nhiêu cái nụ này nè. Một nụ vậy nó ra nhiều cái bông, nó ra cái đặc cây luôn nè. Dạ tay cành thì người ta cũng có vô dây nhôm cho mình rồi, anh chị mình về muốn bẻ gọng C gọng bớt gì cũng được ha, bẻ cho nó đẹp thôi, nó như nắp nhào ra đây là đặt cây luôn đấy. Dán là dán lông nha anh chị, dán lông nha ha, chỗ hơi nhỏ nhỏ là mất sức mà nụ nhiều quá đấy mà cũng nhiều cánh đấy chứ, nhiều cánh lắm nha anh chị. Hai lớp thì nó mới nhiều bự lên. Dạ nó đều lắm. Trời anh chị nhìn cái cũ á, nó cũng có một cái cụ nhỏ nhỏ nhô nhô đây ha, nghe bề lưng nè, đế rồi anh chị thấy không đấy.
rất là đẹp ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này em giao lưu với anh chị mình giá 1.550.000. 1.550.000. Dạ, 1.550.000. Bao ship luôn nha anh chị, em bao ship luôn. Cái này anh chị mình chơi Tết siêu nụ luôn ấy. Chơi xong với lật liền nha. Em qua mã số kế tiếp, mã số 60. Chơi xong quý vị phải lật liền nha. Dạ, mã số 62. Chiều cao nha. 1m hơn 1m1 xíu nha. Tán ngang của mình là 1m1 thôi. Rồi. Cái này tại vì tay cành vuốt lên nên là chưa có bẻ vô dây nhôm gì hết. Nên là nó hơi thấp xíu về cái thông số. Quần eo là khoảng tầm 17 nha anh chị. Đường kính bầu mình 31. Cái này thì vô nhôm có mới con nước hả? Dạ, cái này vô lớp mỏng à. Nó lớp mỏng nên về anh chị mình muốn vô cho cây nó đều, nó đẹp hơn nữa, tay cành đẹp hơn nữa. Vô nước dây nhôm nữa. Chứ ở giữa thì cái thân nó là đầu chủ, thì thân chủ thì người ta đã vô dây nhôm rồi. Uốn éo rồi nó đều hết rồi anh chị thấy không? Nó đỡ tốn hơn. Ở giữa còn về còn cái tay cành thì mình vô lớp dây nhôm mỏng thôi. Đấy. Cây này cũng có nụ anh chị, cũng có nụ. Nói chung cây nào hoa Tết thì bên shop cũng ưu tiên lựa cái loại có vạt nụ nhiều một xíu. Rồi mã số 62 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.300.000 nha. 1.300.000. Rồi. 1.300.000 okay luôn. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 63. Rồi, 63. Cây dáng lắc lượng nha. Tay cành lực lắm, chiều cao mình khoảng tầm 1m thôi anh chị, đâu lại. Tán ngang mình tầm 1m1. Rồi cái này nhìn hoành thì viết to rồi. Hoành cái này 19 anh chị, 19 hơn á, nhưng mà tính anh chị 19 thôi. Một hai phân em trừ hao được không sao hết. Rồi đường kính bầu mình 36. Đấy. Cái này dáng lắc lượng nha. Tàn tròn. Cái này thuộc tông tàn tròn. Nụ thì nhìn chung cũng khá nụ ha. Dạ. Nói chung một nụ thì nó cũng ra là hoa chùm hết rồi, nên là cây này là đạt chuẩn là loại khá anh chị ơi. Khá nụ chứ không dạ. Cũng không ít. Mấy cây nụ nhiều thì anh chị mình khi chơi xong là phải xuống bớt. Rồi, xay xay cái gì? Dạ. Đây. Tay cành này cũng đặt ở trên ha. Tay cành lực lắm anh chị ha, tay cành lực lắm. Đế nhìn đẹp lắm nha anh chị. Đế đẹp lắm. Đấy. Mấy cái vết xước xước đồ chỗ này anh chị trên da là đây là người ta tháo cái dây nhôm mà nó còn cái hằn á anh chị, cái hằn có vết dây nhôm á chứ không có bị cái gì nha anh chị ha. Rồi, giao lưu như đây chị. Dạ rồi, mã số 63 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.300.000 nha anh chị. 1.300.000 thôi. Bao ship luôn. Rồi. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 64. Tàn ngang dữ ạ. Cái này tàn to ạ, à. Này dáng lông nha anh chị. Chiều cao mình là tầm 1m2. Tàn ngang của mình là gần 1m3 chứ chưa tới nha, gần 1m3 thôi. Hoành ở đây ha, em đo ngay chỗ góc này luôn nè. Là 21 nha. 21 là cây này dám là hoành to rồi đó. To nhất nãy giờ. Dạ. Đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 37. Nói chung lâu lâu sẽ có con cây nó đột biến, đột phá hay xíu là cái hoành nó hơi to ha anh chị ha. Xương cành cũng dữ ha. Dạ, tay cành dạng ngang. To lắm. Nói chung lúc ngủ cũng được anh chị ha, cũng khá khá đấy. Không vừa không, chơi vừa đủ chơi đấy, không có nhiều không ít thằng này không. Dạ, tại vì hoa chùm thì nhiêu đây là cũng đủ rồi anh chị ha, cũng khá khá đấy ha. Tán này tán ngang, dáng này dáng lông luôn. Đế như vậy, đế cũng dữ dội anh chị ha, cộng rễ cộng đế anh chị thấy không, to lắm. Đây à, mặt đế nè, to đấy. Đợi giao lưu như đây. Rồi mã số 64 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.400.000 nha. 1.400.000. Rồi, xuống cây em lắm. Qua mã số kế tiếp, mã số 65. Cái này dáng lắc lượng tông cao nha anh chị, thuộc loại tông cao. Chiều cao mình là hơn 1m3 nha. Tán ngang của mình là 1m1. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành eo luôn anh chị ơi, 17 hơn, tính anh chị mình 17 thôi nha. Rồi. Đường kính bầu của mình 36. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Đấy, tay cành đều răng rác. Nụ thì cũng vừa chơi không. Dạ. Không thưa không thích ha. Nên tầm khá rồi anh chị. Nói chung hoa chùm thì nụ như đây là ok. Không có nhiều cũng không ít luôn. Mấy tay cành này anh chị thấy không, người ta mới vừa nó cây nó mọc ra, anh chị mình về vô nước chơi nhôm cho nó đều nó đẹp hơn ha. Đấy. Ở dưới to ở trên nhỏ nhỏ từ từ dạng như tàn thông vậy anh chị ha. Tay cành rất là đều, đẹp. Rồi, giao lưu như đem. Rồi mã 65 này em giao lưu với anh chị mình ha, giá 1.200.000, em bao ship toàn quốc luôn cho anh chị mình. 1.200.000. Dạ, 1.200.000 thôi. Rồi em qua một cây kế tiếp, mã số 66. Rồi, 66. Dáng lắc lượng, tông tàn tròn. Chiều cao mình là hơn 1m2 xíu. Tán ngang của mình tầm hơn 1m xíu. Rồi. Rồi, em đo quả neo cho anh chị mình luôn, ngay đây.
Rồi, hoành 17 nha anh chị. Rồi, 17 hoành. Và đường kính bầu của cây này khoảng tầm 37. Rồi, em này cái chùm ở trên đỉnh đọt nụ quá xa luôn. Đáng lẽ cây này em sẽ cắt cho nó thấp xuống cho nó đều, nó lực hơn xíu, nhưng mà em thấy trên này nhiều nụ quá anh chị ơi, không có bỏ ủ quá nên em để luôn, nên là cái cây này ra chiều cao nó khoảng tầm gần hết 3 đấy. Đấy, chứ thật sự nếu mà cắt xuống dưới đây nè. Đấy, bữa lúc đầu có suy nghĩ là cứ cắt xuống dưới đây mà trên đây còn nguyên lớp nụ nữa anh chị thấy không? Đâu cắt được, bỏ ổn quá. Nên là để cho anh chị mình ai có sử dụng mà thích hoa người ta coi mặt hoa rồi chứ. Đấy. Bởi vì trên đây thì nó hơi cao cao trên là, còn dưới đây nó hơi thấp xíu. Đó. Cái này thì thuộc top đàn tròn anh chị. Dán hay dán người ta có vô duy nhôm cho mình rồi. Lắc lựa nhìn đẹp dữ lắm. Đế cũng đẹp anh chị ha, đế cũng đẹp. Tại do mai tàn bên em không có moi đế sâu quá anh chị, moi đế sâu quá sợ mất sức cây. Rồi, nó nuôi nụ nữa. Hay. Dạ. Rồi luôn nha em. Mã số 66 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.300.000. Triệu 3. Rồi. Dạ, em qua mã số kế tiếp, mã số 67. 67 luôn. Cây này là chắc em nghĩ cũng nụ nhiều đây nè. Chiều cao nha anh chị, cây này dáng lắc lượng chiều cao mình tầm 1m2. Tán ngang của mình là hơn 1m1 xíu thôi. Rồi. Rồi, hoành em đo ở đây ha, 15 hơn, tính chị mình 15. Đường kính bầu cây này là 38. Cái này thì nụ nó đặc luôn á. Cái này em nhìn thấy nội ta cành không là em là nó che hết cái thân luôn rồi, cái thân cong luôn, cái thân chủ rồi. Nụ nó đặc luôn cái gì. Dạ chính xác. Nụ nhiều quá anh chị. Mà nụ kim nhỏ nhỏ vậy là chơi giờ ra là tới Tết luôn á nha, nếu mà theo em biết á. Đặc cái thân cái gì nè. Nó chỗ ra từ từ hoài lắm. Cái nào cũng vậy cái gì. Dạ. Ta cành nó dày đặc luôn. Ra hết chắc nghi chắc. Đấy, dữ lắm. Quá xa nụ ha. Nó còn nhiều. Rồi, mã số 67 nha anh chị. Em giao lưu với anh chị mình giá là 1.250.000 thôi nha. Rồi, xay khoan. Rồi em xay cho anh chị mình xem nè. Cây này nhiều nụ mà mình phải xay cho anh chị mình ngắm đâu ha. Đấy, nó đẹp. Rồi. Nè, có những cái tay cành này anh chị. Dư. Ví dụ như cá nhân này mà nó hơi dư. Ví dụ như mình chơi anh chị về mình thích á thì mình cắt. Bỏ ba nhánh này. Bớt ba nhánh này, còn không thì để coi có nụ nè. Thích thì chơi xong rồi cắt bỏ cũng được. Rồi, xuống cây. Okay. Rồi, em lên mã số kế tiếp, mã số 68. Rồi. Dán lắc lượng tay cành đều nha. Chiều cao mình là tầm 1m1 nha anh chị. Tán ngang của mình hơn 1m xíu nha. Nay không làm à. Rồi, quả néo đây là 17 hơn, tính anh chị mình 17 thôi. Đường kính bầu 35. Đấy. Cái này tay cành đều. Rồi, nụ đẹp lắm anh chị ơi. Vừa chơi với không thưa cũng không khích nữa vậy. Dạ chính xác. Nói chung nụ này hoa chùm thì anh chị mình thấy không? Ra vậy là ok rồi. Nụ bự. Dạ. Đây. Đó. Này cái nhánh này thì đặt hết rồi ha. Giống như xương cá ha anh chị ha, nhìn tựa tựa ha. Xương cá vậy. Rồi cái này nụ vậy cũng vừa chơi không thưa không khích ha. Ở đây thì có cái chỗ này em báo luôn ha anh chị ha. Đây em thấy nè. Nó có cái vết giống như ta vô cái dây nhôm á, nhìn cái nó bị chóc cái da ha anh chị ha. Nên anh chị nào mà mua cây đế giùm em chỗ này xíu ha. Để thông cảm bỏ qua được, mình ủng hộ giúp shop nha anh chị. Chứ nó không ảnh hưởng gì á, tại do người ta quấn dây nhôm nó khiết quá. Bị cắn vỏ. Dạ cắn quá, nên nhiều anh chị mình thấy sẽ bị sót cái chỗ đó. Rồi, sẽ xoay tiếp luôn. Rồi, em xoay cho anh chị mình đều xem dòng mai ha. Lực nè. Đấy, dàn xương tay cành lực đấy. Đó, rất là đẹp. Đế nè. Đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi, mã này mã số 68, em giao lưu với anh chị mình giá là 1.400.000 nha. Rồi, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Em qua mã số kế tiếp, mã số 69 nha. Rồi, 69 đây. Chiều cao nha anh chị, cây này dán lắc lượng, chiều cao mình tầm gần 1m2 nha. Tán ngang mình là 1m1 hả anh chị. Rồi. Rồi, hoành eo ở đây là 19 hơn, em tính anh chị mình 19 nha. Mấy cây nhỏ nhỏ thì anh chị thấy hoành nó hơi to ha, cái củ nó hơi to xíu. Rồi, đường kính bầu mình 34. Rồi, xay luôn. À. Đấy. Cái này thì nụ kim nhiều. Đây, nụ nó đang nụ còn nhỏ nhỏ. Nổ ra giờ nó trổ rồi ra từ 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 rồi tới Tết luôn. Tết mình đó nha anh chị. Còn mấy cây nào mà nụ to to thì nó trổ Noel. Noel với lại Tết Tây mình, có thể sớm nhất là đến Noel rồi đó. Tại vì nó ra nụ xanh, nụ to rồi là nó chuẩn bị sắp trổ rồi. Còn mấy cây nhỏ thì nụ nhỏ thì trổ ra tới Tết. Ăn hết Tết Tây tới Tết ta luôn hả? Dạ. Đó, giao lưu như em. Rồi, mã số này 69, em giao lưu với anh chị mình giá 1.300.000 ha. Rồi, 1.300.000. Khoảng tầm còn 7 ngày, 7 cái chủ nhật nó là tới Tết rồi. Nên là nó trổ cũng đều từ từ giờ tới đó anh chị. Rồi, mã số tiếp rồi, luôn. Mình qua mã số kế tiếp, mã số 70 thôi anh chị ơi. Chiều cao mình hơn 1m1 xíu. Tán ngang của mình đâu đó hơn 1m1 luôn. Đấy.
Rồi, quả này ở đây nha anh chị, 17. Rồi. Tôi kính bầu cây này là 38. Này nụ bự ha. Cái này là học nụ to nè. Nó có nhiều cái anh chị, em cũng hiện tại chưa có biết cái mặt bông là ở những cái cây này nên em không có thể ai nói chính xác anh chị, ví dụ như có nhiều người ta nói nụ to là cái bông cánh nó tròn đó, thì biết có hay không rồi để khi nó trổ ra đó, nó trổ ra về anh chị mình ấy. Nụ nào nó bự bự không em? Xem. Anh chị nào có mua mà thấy cây nào mà nụ đẹp đẹp, hoa đẹp á, về chụp hình gửi em xem với nha. Đấy, anh chị nào có mua hoa bên em á. Tại nhiều khi những cái nụ như thế này em cũng chưa có biết là nó cánh tròn hay là cánh dài nữa. Rồi, cây này thì tàn đều lắm anh chị. Có cái củ lạ ha. Cái củ á, rất là bự. Rồi, giao lưu nha em. Rồi, mã này mã số 70 anh chị ơi. Em giao lưu với anh chị mình giá 1.350.000. Bao ship toàn quốc luôn. 50. Rồi, em qua mặt cây mã số kế tiếp nha. Mã số 71. Cây này tông cao anh chị ơi, dáng lắc lượng. Chiều cao mình là khoảng tầm gần 1m4. Tại do nó có cái ngọn cao quá anh chị, em để luôn còn nụ. Tán ngang của mình tầm 1m2. Rồi. Rồi, quả này ở đây là 18 nha anh chị. Rồi. Đường kính bầu của cây này là khoảng tầm 33. Rồi, xe xe luôn. Mấy cái cây này là nó cao là một phần là do cái đọt ở trên đây em không có cắt, là em thấy nó còn nụ quá. Mình cắt thì ổn quá để cho anh chị mình chơi luôn. Chị hoa chị bông nhiều hơn. Dạ, dư được thêm vài hoa vài bông nữa cũng đẹp cây ha anh chị ha. Cái nụ nó thì nó cũng to to vậy nha quý vị. Dạ, hộp nụ cũng gần to rồi, gần to. Rồi, xe xe tết luôn. Nên là cây này khoảng tầm 1m4, chiều cao là 1m4 đấy. Để anh chị nhìn ha. Để bàn đi. Này kêu để bàn đi ha anh chị ha. Rất là nhiều. Trời. Tại em không có moi sâu được anh chị. Tại moi sâu quá mất sức. Rồi mã 71 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.4 triệu nha anh chị. 1.4 triệu là bao ship luôn á. Rồi em qua mã số kế tiếp. Mã số 72 đi. Rồi, cây này dáng lắc lượng, chiều cao khoảng tầm hơn 1m1 xíu nha. Tán ngang của cây này khoảng tầm gần 1m. Rồi. Cái này lực lắm anh chị, nhìn nó lùng lực. Rồi em đo ngoài đây nha, tại vì ở đây nó có cái củ ngay đây rồi, nếu em đo vậy thì ăn gian quá, em đo ngoài. Ở ngoài thì khoảng tầm 17 hơn. À, còn trong đây còn cái củ có thể là nó bự hơn, nó nở á. Em này thì nụ thì ship về hàng cũng nhiều nụ nè ha. Được, cái bầu của cây này khoảng tầm 31, 32. Nụ nhiều lắm quý vị nè. Dạ. Cây này là tụt tớp nụ là hơn khá xíu nha. Nhiều lắm á. À, nụ nhiều. Đặc mấy cây lùng lùng thì sao nó nụ thì em thấy là đa số nó nhiều anh chị. Mấy cây lùng lùng nè. Tay cành thì anh chị mình khỏi nói rồi, lực dữ lắm. Tay cành thì mấy cây này là lùng lực á. Tay cành đặc ha. Dạ. Đấy. Có những cái trên cái lớp da anh chị mình thấy nó hơi sần như thế này anh chị, cái vết hằn á là do người ta vô dây nhôm từ nhỏ anh chị, nên nó còn cái vết hằn lại thôi chứ không có sao nha anh chị. Da thì nó bị khô chỗ này là do vết hằn nó nổi lên, thì mình phủi rồi nó hết à. Rồi xe xe tiếp đây gì đấy. Rồi, để ha. Để là rồi, như trội anh chị ha. Rồi mã số 72 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.4 triệu nha. Rồi, cây lùng lực rất là khỏe, nhiều nụ. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 73 đi. Giang long tàn tròn, chiều cao là hơn 1m2, tán ngang của cây này là 1m1. Rồi đấy, cây này em đo hoành đây luôn, hoành ở đây là khoảng 15 hơn, tính anh chị mình 15 thôi, một hai phân em trừ hao được. Đường kính bầu khoảng tầm 36. Rồi đấy, này cái đỉnh mình cũng giống như mấy em kia ha. Đó. Cắt do để trên nụ chứ gì chưa bông chưa hoa đây. Em để cao luôn chứ em không có cắt, nếu em cắt ngắn xuống vậy thì cây nó đẹp hơn, lùn hơn đó. Nhưng mà có một cái là nhìn cái cây mình cũng nhiều lắm. Dạ, mất thêm lớp hoa, lớp bông nó ổn hơn chị ha. Em để luôn. Mấy cây này nó chuẩn bị nở múp múp hoa, mấy nụ hoa chùm rồi nè. Đấy. Một nụ về ra thấy anh chị thấy 3-4 bông rồi đó. Đó. Rồi xe tiếp luôn. Này giáng long nha anh chị, giáng long. Rồi ở đây nó có cái này ha, em cũng mới thấy thôi chứ cũng hôm nay chưa thấy. Đây. Cái vết lụa ở đây nè, à, người ta vô dây nhôm nè. Anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Chỗ nào bỏ qua được anh chị mình đừng nghĩ chốt cây giúp em ủng hộ shop nha. Sẹo nhỏ đó. Dạ sẹo nhỏ. Thường mấy cây nó có vô dây nhôm anh chị, người ta hay bị khuyết, hay bị hằn cái thân á. Để ha. Dạ. Cái cũng đẹp lắm, tay cành đều lắm. Nụ thì cũng nhiều, cũng khá, dạ. Khá nụ. Mấy ở trên thì nụ, mấy cái cây tay cành nhỏ trên này ra thì anh chị mình về vô một nước dây nhôm nữa là rồi, cây nó đẹp luôn như đây. Mã số 73 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.300.000 thôi. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, em qua một cây cuối ha, cây kế là cây mã số 74. Rồi. Một cây tàn to nha, dáng lắc lượng. Chiều cao của cây này tầm 1m2 thôi anh chị. Tán ngang của cây này khoảng cũng 1m2 luôn. Rồi. Đều ha, cây này đều. Ồ, cây này hoành là 19 hơn, tính anh chị mình 19 thôi. Đường kính bầu cây này là 37. Cây này đế bàn.
rễ là rễ bàn, cọng rễ to lực lắm anh chị, đó rễ bàn, tay cành lực đấy. Ở trên thì anh chị nhìn thấy không, à, nụ thì khá khá chứ không có ấy đâu nha, khá khá đấy, nụ cũng nhiều lắm đấy, khá nụ ha. Dạ giờ người ta trổ là ra ra, giờ tới Tết là dừa luôn anh chị ha. Đầu nào to thì trổ trước Tết Tây hoặc là Noel. Rồi, còn cái nào nhỏ nhỏ thì Tết. Rồi mã 74 này em giao lưu với anh chị mình giá 1.4 triệu nha. Tại đây có cái nhánh bị xước thôi. Rồi, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha anh chị. Đã hỗ trợ mua cây bên shop em thời gian qua ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị mình dồi dào sức khỏe ha. Công việc của tất cả các anh chị mình luôn gặp nhiều may mắn, thành công và hồng phát hơn ha. Cảm ơn anh Tướng rất là nhiều đã hỗ trợ clip cho shop Mai Vàng Trúc Yên. Shop Mai Vàng Trúc Yên xin cảm ơn chị mình khi mà xem YouTube á, thì ngang qua kênh của Mai Vàng Quê Dừa thì vào nhấn thêm một lượt like, một lượt chia sẻ cho kênh ha, để có thêm nhiều clip hơn ở shop để phục vụ anh chị. Chúc anh chị mình dồi dào sức khỏe, năm mới phát tài nha. Cảm ơn chị rất là nhiều, xin chào.